Hello, xin chào quý anh chị, xin chào các bạn, xin chào khán giả. Hôm nay thì em sẽ giải đáp là làm kênh YouTube lâu năm mà không có view, không có sub, rồi mình có tiếp tục làm hay không? Thì nội dung này em sẽ đăng tải lên kênh MRQ2. Đấy, giải đáp cái thắc mắc là không có lượt xem, không có view, không có sub thì mình có đăng ký hay không? Hôm qua em vừa mới coi được một cái kênh của một anh YouTube cũng nói rằng là đăng video mà không view, không sub thì đừng có đăng nữa. Thật ra cái câu đó là anh ghi như vậy bởi vì đó là cái nhu cầu của rất là nhiều người, và có nhiều người họ làm YouTube lâu năm họ gặp phải. Nhưng mà thật ra cái ý mà anh muốn truyền tải thì nó lại ngược lại nha quý vị. Bởi vì bản thân ảnh cũng đang làm YouTube kiếm tiền mà. Cái kênh đó nó còn nhỏ cái kênh của em nữa, nó nhỏ cái kênh phụ luôn. Nhưng mà em cũng phải làm quý anh chị, biết chi không? Bởi vì cái vấn đề này đó hầu như là rất là nhiều người gặp. Không phải là kênh nhỏ mới làm hay là người làm lâu năm, những người làm lâu năm cũng hay gặp phải nữa, chứ không phải là mọi người mới làm đâu. Thì bản thân Nguyễn đã làm YouTube 3 năm rồi. Và cái lúc mà mình mới bắt đầu làm á thì cuối năm 2021, thật sự là cũng như các anh chị và các bạn bây giờ không biết cái gì hết. Mặc dù là rất là thích làm và cũng chưa hiểu cái gì luôn. Không hiểu về Google AdSense là cái gì, mã pin là gì, 1.000 sub là gì, và 4.000 giờ xem là gì, và 10 triệu view trên video short là cái gì. Rồi có nhiều các anh chị khán giả cũng hỏi rằng là nên đăng view, nên đăng sub, nên đăng video hay là đăng video short. Và có người nói rằng là 3 năm, một năm thì mới có được 17 sub. Rồi có người nói rằng là mới 3-4 tháng mới được là 4.000 giờ để mới gửi kiếm tiền. Rồi có người nói rằng là đăng mà chỉ có 1-2 sub, hoặc là mình tự quay tự xem. Đấy thì cũng tùy thuộc nha anh chị. Tất cả những cái điều đó là điều đúng hết, không có sai đâu. Điều đúng hết, không có sai đâu. Bởi vì bản thân Nguyễn cũng như vậy. Ngày đó là mình còn mua sim nè, mình mua tài khoản đăng ký nè, và hiện tại cũng vậy luôn. Cái tiền mà 4G là nó tốn rất là nhiều. Và dù cái kênh lớn đi nữa mà không có view, không có sub, cũng không có tiền. Mà cái kênh dù nhỏ hay lớn mà có rất là nhiều view, mà có nhiều sub nữa, nhưng mà vi phạm chính sách thì cũng không có tiền đâu. Cho nên là Nguyễn thấy đây là một cái chủ đề rất là hot. Cho nên là Nguyễn làm video, Nguyễn chỉ chia sẻ. Quý anh chị nào nghe thì tiếp thu để mà có thêm kiến thức. Cũng như là không thì cũng không sao đâu. Bởi vì không dễ gì mọi người mới thấy cái video này đâu. Bởi vì nếu mà mọi người muốn được thấy thì phải nhờ YouTube họ đề xuất mọi người mới thấy được. Nhưng mà Nguyễn làm thì vẫn cứ làm. Bởi vì có rất là nhiều người cần, và hầu như là họ không biết thì họ mới đi tìm. Họ không biết họ mới hỏi. Nguyễn cũng như vậy thôi, cũng Nguyễn cũng đi học, Nguyễn cũng không biết. Và khi mà mình gặp vấn đề á, mình cũng không biết hỏi ai hết. Và mỗi lần như vậy là Nguyễn xử lý rất là mất nhiều cái thời gian. Và đến bây giờ vẫn còn đang xử lý những cái kênh khác nữa, chứ không riêng gì kênh này. Vậy cho nên là muốn chia sẻ lại một ít kiến thức cho quý anh chị, cô dì, chú bác. Thay vì Nguyễn chia sẻ về cái nghề xe ôm thì Nguyễn chia sẻ về cái lĩnh vực là YouTube á, thì nó vẫn hay hơn. Bởi vì có nhiều người cần lắm, dù là người đó là ai, ở quốc gia nào, lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Bởi vì có người á, họ không biết là quay video nó mất nhiều thời gian hay không, quay video thì quay cái nội dung gì, rồi up lên thì để cái tiêu đề gì, rồi đăng mà không có ai xem thì nản là bỏ cuộc. Đấy, mặc dù họ cũng có rất là nhiều cái đam mê. Thậm chí là Nguyễn biết được rất là nhiều các anh chị mình đi quay cho diễn viên nè, đi quay phim nè, làm rất là chuyên nghiệp về kỹ thuật. Nhưng mà cũng có cái ước muốn là tự mình làm cho mình.
Nhưng rốt cuộc các anh chị mình biết sao không? Làm cũng như các anh chị vậy đó. Mặc dù là họ chuyên nghiệp á, họ ở trong cái kỹ thuật á, họ là kiếm tiền từ kỹ thuật đó, nhưng mà khi mà họ tự xây kênh của họ thì họ cũng có lèo phèo vài người đăng ký à. Và thậm chí là video cũng không có ai xem hết. Đấy, mặc dù video rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Còn các bạn nhìn lại cái kênh của Nguyễn đi, thực sự video không hay, video cũng không đẹp luôn. Vậy tại sao Nguyễn lại có cái số lượng đăng ký như vậy? Và tại sao Nguyễn lại phát triển được như thế? Bởi vì sau mà khi mà Nguyễn tìm hiểu, Nguyễn học tập á, thì Nguyễn thấy rằng là ở nước ngoài đa số là người ta có nút vàng chứ không phải là nút bạc như ở Việt Nam. Còn đa số ở Việt Nam là người ta chỉ chọn một cái chủ đề duy nhất hoặc là làm drama thì nó lại không phát triển, mặc dù là nó cũng có cái tiền nhanh. Nhưng mà với những người hiểu về chính sách, hiểu về YouTube, chứ nếu như không hiểu thì dù có view cũng không có tiền, chứ đừng có nói chi là duyệt bậc kiếm tiền. Và bây giờ Nguyễn cũng đang làm video nè quý anh chị. Dù có người xem hay không có người xem, Nguyễn vẫn làm đó. Một vài cái kiến thức nữa Nguyễn không có chia sẻ hết được trong một video đâu. Bởi vậy bây giờ mà kêu mà Nguyễn nhớ lại, thật sự nhớ còn không hết đâu các bạn. Nhiều khi là muốn lưu lại nhiều lắm, nhưng mà không đủ bộ nhớ, cũng như là mình cũng phải là tiến lên nữa, cho nên là không có đủ lưu. Nguyễn chỉ nói là sau 3 năm làm YouTube đến giờ phút này Nguyễn vẫn làm. Có nhiều cô dì chú bác quý anh chị chỉ cần $1-2 trên Google AdSense đã mừng rơi nước mắt rồi. Các anh chị mình tự an ủi mình rằng là để YouTube việc kiếm tiền vậy là hạnh phúc rồi, là vui rồi, đấy là ngon rồi. Có nhiều người làm về kênh mà chia sẻ về kiếm tiền này kia thì khách hàng họ cũng nói rằng là làm video trên Facebook hoặc TikTok đấy, rồi từ TikTok mình đăng lên rồi, từ YouTube mình đăng lên YouTube rồi, rồi mình đăng lên TikTok hoặc là Facebook có bị ảnh hưởng gì không đấy, ví dụ như vậy rất là nhiều. Nhưng mà xem lại cái lượt sub của các anh chị đó thì nó không bao nhiêu hết. Thì nó cũng bình thường thôi các anh chị, em cũng không có ganh tị, cũng không có ganh ghét hay là so sánh gì. Nhưng mà để so sánh những cái dữ liệu đó cho những quý anh chị, cô chú quan tâm, yêu mến YouTube thì học và làm việc giữa cái người làm YouTube mà để kiếm tiền thì nó khác so với lại cái người xem YouTube nha quý anh chị. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Mình xem có thể là mình thích, mình ở lại lâu hơn. Mình xem có nghĩa là mình xem những cái nội dung mình quan tâm đó, thì mình thấy thì nó hiểu đó, thấy thì nó hay đó. Nhưng mà có điều khi mà mình làm thì nó lại một cái lĩnh vực cực kỳ khó, phải trải qua học và tìm hiểu mới được. Và cái giới hạn mà lớn nhất, cái khó khăn lớn nhất đó là đăng mà không có lượt view. Thì khi mà trước khi mà các anh chị mình đăng kiếm tiền á, chưa kiếm tiền á, đăng cái gì cũng được, làm gì cũng có view đó, cho đến khi mà các anh chị mình đủ điều kiện đã rồi duyệt. Ai mà may mắn có người chỉ đường á thì nó sẽ thành công ngay bước đầu luôn. Nếu như không may mắn thì nó sẽ bị một tháng sau mới duyệt lại. Thì cho tính từ cái lúc mà các anh chị mình đã duyệt được thành công á, mã pin thì chưa nhận nha. Thì khi mà các anh chị mình đăng nội dung lên á thì các anh chị mình mới thấy nó xuất hiện cái tiền xanh, tiền đỏ, tiền vàng á. Thì khi đó các anh chị mình mới biết được rằng là cái nội dung nào được phép và cái nội dung nào không được phép. Đấy, cho nên là áp lực khó đấy, không phải chuyện đùa đâu. Bản thân em cũng gặp mà, em gặp nhiều hơn các anh chị mình gặp. Đấy, hiện tại là em đang vận hành tới 3 kênh mà thật sự ra là cũng đuối sức lắm á, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên là có nhiều các anh chị mình quan tâm đấy, rồi yêu thích YouTube, nhưng mà bởi vì cái chi phí của nó quá nhiều cho nên là dừng lại. Có những người nói rằng lương 15 triệu thì dành 10 triệu cho gia đình, còn 5 triệu có đủ làm YouTube hay không. Thì thực ra YouTube là một cái gì đó mình không thể nào nói bằng con, mình không thể nào nói được cụ thể được các anh chị. Bởi vì mỗi người sẽ làm mỗi cái kiểu nó khác nhau. Quan trọng là bám sát cái chính sách của YouTube. Và cái năm cuối năm 2022 là có một cái đợt quét, đó là ẩm thực. Đó, thì rất là nhiều kênh đang to, đang kiếm tiền ổn định bị tắt kiếm tiền, dù kênh nhỏ hay kênh lớn. Đấy, thì khi đó là một cái sự kiện. Cái sự kiện vừa rồi mới đây là tất cả những cái kênh phối, mặc dù là được YouTube cho phép phối, nhưng mà bởi vì nó vi phạm nhiều cái điều, cũng như là có quá nhiều người làm thì nó cũng gặp cái trở ngại. Đấy, cho nên là tất cả những kênh dù lớn dù nhỏ, chỉ cần một mình đăng có hàng trăm video
rồi mình xóa hàng trăm cái video á. Đấy, ví dụ như thế thì chỉ cần 1 đến 3 video mà vi phạm chính sách thôi. 1 đến 3 video khi họ thay đổi mình chưa thay đổi kịp trên tổng thể của kênh. Ngày xưa nó ok nhưng mà vẫn còn ở trên kênh, thì trong cái đợt mà người ta thay đổi đó mà nó vô tình còn những cái video đó, hoặc là những cái video đó vô tình phạm những cái chính sách mới, đấy thì cũng bị tắt như thường. Đấy, cho nên là em nói là một cái lĩnh vực cực kỳ khó. Cho nên là em cũng tiếc khi ai đó đã bỏ qua cái thời gian rất là nhiều để làm YouTube, nhưng mà rồi cuối cùng là người ta cũng phải bỏ cuộc. Và có nhiều người làm tốn rất là nhiều cái chi phí. Đấy, cho nên là nó không có dễ đâu. Em làm video đó cho mấy anh chị các bạn xem đấy, để biết được rằng là những cái câu hỏi của các anh chị cũng như là cái thời gian vừa rồi là em đã trải qua được những cái điều gì, và đến giờ phút này em cũng chưa là bỏ phí một giây nào hết, mặc dù là em làm chưa có hay, nhưng mà phải xem lại cái lượt đăng ký của em rất là khổng lồ, mà em còn thấy nó nhỏ nữa đó. Để các anh chị mình nói rằng là để có 1-2 lượt sub mừng vui, nhưng mà để cái hành trình mà để kiếm được đồng tiền từ YouTube chua lắm. Và có những tháng em cũng có được chục. Nhưng mà rồi nó cũng tích tắc thôi quý anh chị, bởi vì cũng phải làm liên tục. Dù có view hay không có view thì các anh chị mình vẫn phải làm liên tục, bởi vì nó có rất là nhiều cái thị trường khán giả khác nhau, có nhiều cái độ tuổi khác nhau và quốc gia khác nhau. Bởi vì cái rủi ro mà em phạm phải đó là luôn luôn hướng tới cái view ngoại đó các anh chị. Bởi vì cái view ngoại có tiền có khi là nó cao gấp 4 lần hoặc là 8 lần Việt Nam. Đấy, cho nên là không phải là cái view nào nhiều là cũng có nhiều tiền, nó không phải đâu. Đó, cho nên là các anh chị mình phải phân định rõ. Bởi vì em nói như thế này là do em trải nghiệm được rồi thì em mới chia sẻ. Còn có những người họ chưa trải nghiệm được, họ chưa hiểu cái này là gì đâu. Nhưng mà với những cái anh em mà chuyên nghiệp, hoặc là những người đã từng làm rồi hoặc là đang làm, thì họ sẽ hiểu hơn. Nhưng mà để tiến tới được một cái hành trình đó thì nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn các anh chị. Cho nên nếu như ai đang có cái ý định làm YouTube, thì em khuyên là đừng bỏ cuộc nha. Cái công việc của mình thì mình vẫn giữ nha, mình đừng có dạy gì bỏ công việc nha. Rồi đến một lúc nào đó các anh chị mình sẽ đạt được cái kết quả mong muốn, giống như em cách đây 3 năm 2021. Em biết rằng cái thời gian đó là hoàn toàn mới, thì em chuẩn bị 2 năm cho đến cuối năm 2023 đầu năm 2024 này em mới phát triển đó cả nhà, chứ không phải là tự nhiên mà nó phát triển đâu. Và bây giờ nó phát triển đến đó rồi thì để cái hành trình mà lấy cái nút vàng á thì nó hơi khó. Cho nên là trong cái thời gian đó em vẫn tiếp tục có những cái công việc khác, tiếp tục xây dựng YouTube đấy, để mà mở rộng ra nhiều cái kênh khác hơn. Đấy là các anh chị và các bạn thấy như thế nào, cực kỳ khó. Bây giờ video này nó cũng dài rồi, em cũng chỉ gói gọn được bao nhiêu. Còn các anh chị nào mà thắc mắc hay là có những cái chủ đề nào cần em giải đáp, hãy comment phía dưới thì em mới làm video được. Bởi vì khán giả có rất là nhiều, khán giả trong và ngoài nước, khán giả có nước ngoài nữa mà em không nói được tiếng Anh. Và nhiều khi mà mình để mình chia sẻ thật sự cũng không biết là bám sát cái chủ đề nào và ai là người quan tâm. Nếu như các anh chị mình đã xem được đến đây rồi, đừng quên đăng ký kênh, cũng như để lại những cái comment, những cái suy nghĩ của quý anh chị, để em còn có ý tưởng em làm ra nhiều cái video hơn. Còn không thì em cũng sẽ tự đi tìm những cái ý tưởng cũng như là cái video để riêng cho bản thân mình. Hầu như là ngày nào cũng có video để đăng đấy các anh chị, chứ không thể nào ngưng được dù có view hay không có view. Bởi vì nhờ như vậy thì nó mới đề xuất. Mà đề xuất thì khi đó có những cái nội dung là vô tình nó chạm đến trái tim của khán giả. Đấy, cho nên là nhờ cái câu nói của em như thế này để cho các anh chị mình không có bị buồn, không có bị kiệt sức. Đấy, cũng vẫn có cái niềm tin với là YouTube. Có những người cũng nói rằng là giống như là YouTube đang dụ, cũng như là đang cố gắng để giữ chân những người họ đang làm YouTube á. Thì thật ra nó cũng đúng, nó không sai đâu. Bởi vì cái hành trình mà để làm YouTube á là tính bằng tháng, bằng năm, chứ không phải là bằng ngày nữa quý anh chị. Nếu như ai mà làm chuyên nghiệp thì họ mới hiểu được cái này, chứ không phải là tính bằng ngày đâu. Đấy, cho đến là cuối năm 2021 em làm đúng không, là cho tới là đầu năm 2023 em mới có thu nhập.
Bởi vì tới đầu năm 2020, đầu năm 2024 thì em vẫn chưa đổ $100 trên Google AdSense. Để các anh chị mình thấy cái mức độ nó khó khăn như thế nào. Và chi phí thì thật sự ra mình không có thể nào nói được. Cho nên là các anh chị phải có cái niềm tin, cũng như là phải tìm hiểu rất là nhiều. Đấy, chứ còn không có thể nào, không thể nào nói là mình có bấy nhiêu tiền, có làm được không này kia nọ. Thật sự ra có tiền cũng làm được, mà không có tiền cũng làm được. Bởi vì khi em chỉ cho nhiều người khác á, hầu như là họ xuất phát là họ cũng đâu có nhiều tiền đâu. Và bản thân em cũng vậy, không có nhiều tiền nhưng vẫn làm. Đấy, rồi bây giờ video này tới đây tạm dừng nha. Ngoài cái công việc chạy xe ôm thì bây giờ là em quay video nè cả nhà. Em quay một lát nữa rồi em chạy một vài cuốc nữa đủ tiền để trả 4G thôi, chứ còn thực ra là làm xe ôm thì cũng không có dư, làm cho người ta thấy mình làm thôi, chứ còn sợ thất nghiệp thôi, chứ còn thực ra là nó không có dư nha. Em khẳng định là như vậy luôn, chứ các anh chị mình cứ hỏi em thu nhập bao nhiêu nữa thì em không có trả lời được. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye các anh chị.